Dạ. Mấy con Thiệp nó cứ nuôi mà nhà nhỏ quá. Dễ với bà Thí Lê nha con. Nha. Rồi. Dạ con chào cô. À. Rồi. 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 Cái hoàn cảnh của bé chó này sao rồi cô? À, cổ thấy người ta bằng thịt, cũng bị bằng thịt, cái cổ nó chỉ đi ngang, nó thấy nhậu rồi cái nó đó, nó cứ chắc nó thua gì á, người ta thấy vậy, người ta hỏi mày làm gì vậy, nó làm thịt nhậu. Dạ. Thôi đi đây, tao cho mày mấy trăm mày đi mua gì nhậu đi tẩm đi vậy. Ờ. Dạ. Tẩm nó về đó mà giống như nhà con vậy, sao nuôi con nỉ. Dạ. Rồi cái gặp cô này nè, cô nói mấy con nuôi đó rồi. Dạ. Nó thôi vậy thì cái kia bắt con nuôi giùm đi để. Dạ. Tội nghiệp nó ra đường chúng bắt cái ăn thịt cái tội nghiệp nó nổ thân nó đó, nổ lông là những người mình thịt rồi đó. Tội nghiệp lắm nha cả nhà. Nó đòi thui á. Đấy bị cạo lông mà. Nó đòi thui nấu đậu xanh bà nội đó. Ừ. Vậy bà Thí Lê ở nha con. Vậy ở với anh Phèn với bé Lắc. Mở cô cũng bắt cho Thí Lê bắt con nghe Hậu Giang á. Dạ. Chó bị xe đụng á. Cô cũng điện á. Để bữa trên kia có hai con mà điện ngoài Thí Lê cũng mất máy. Hai. Dạ. Con cũng có duyên ở. Tội nó cạo lông á bà Lê. Dạ. Nó có duyên trên con rồi đó. Dạ. Ừ. Dạ. Ơi. Đâu, mới có một ngày chúng ta đến biết nó quen hết chưa. Chuẩn bị cạo lông rồi, chuẩn bị làm thịt bé nè. Ừ. Rồi cô thấy tội nghiệp quá nên cô mua lại. Xong rồi rồi cô mấy cầu đi mua gì nhậu đi mẹ ơi, mình đừng nhậu. Xong rồi cô cầu cứu lại máy ấm nha cả nhà. Chị máy ấm đi lên nha con. Chị máy ấm đi lên ngủ nha con. Uống nhiều, ăn nhiều, bú nhiều cho lớn mau cô nghe không? Ừ, dạ với ba Chi Lê nha. Cho nha con. Ừ. Dạ với ba Chi Lê đi, ba Chi Lê có anh Phèn với ba Lắc rồi nha, ở với chị Lắc nha. Nha con. Dạ nha con. Chị, cái này con ra ngoài đường. Với ông bạn á, bữa đó ra ngoài. Dạ rồi, vậy con thay mặt máy ấm rồi, con cảm ơn cô nha. Dạ. Con cho cháu nữa, cho. Rồi, nuôi mấy chồng con á. Dạ. Nó lên người đi con. Nói em thương chú Lê, thương chó em mới có một chó nào cũng liệu đó. Nếu là con nhảy với ba Chi Lê nha. Nha. Dạ. Con bỏ vô nha. Cái giỏ. Dạ rồi, dạ cảm ơn cô nha. À, hai chào cả nhà. Thì cuối cùng thì con bé chó mà cách đây khoảng vài tiếng đồng hồ thì Thí Lê có nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của một bà lão với lại một người phụ nữ. Nói là con bé chó này cách đây 1-2 ngày thì con bé chó này nó đang bị một cái đám mà cô hồn á cả nhà, đang cạo lông nè cả nhà thấy nè, cạo lông là chuẩn bị ăn mừng Giáng sinh gì đó cả nhà. Thì cái này thực sự thì cái tục lệ hay là như thế nào đó, nhưng mà Thí Lê chỉ nghĩ là bên đạo nào cũng vậy, không có đạo nào mà dạy ăn thịt chó hết trơn. Cái đó là do cái bản chất của con người ăn tạp thôi cả nhà. Đó cả nhà thấy nè, xém chút xíu nữa thôi thì người phụ nữ này có chia sẻ lại cho một cái người em của Thí Lê. Hôm nay là cậu Dũng cũng đi cứu chó dưới miền Tây rồi. Thì Thí Lê nhờ cái người em của Thí Lê đi rước con bé chó này về. Nói con bé chó này là người phụ nữ nói là đang chuẩn bị cạo lông nè. Đó, thì người phụ nữ này phát hiện rồi lại trả giá mua lại cho nó tiền nó nhậu gì đó. Xém chút xíu nữa thôi cả nhà là con bé chó này nó xong xuôi rồi. Nè cả nhà thấy nè, nè bị cạo lông nè. Đó, đâu quay mặt em qua đây coi coi. Đó, chiếc ống kính màn hình thì cả nhà nhìn thấy nè. Đây là bé ba với bé tư của nhà mình, là cả nhà hàng bé gái của mình. Nó chăm sóc bé cho con với anh hai đó. Cái mặt dễ thương không? Mặt tựa giống bé Lắc á cả nhà. Mặt dễ thương vô cùng luôn á. Đó, nó nhỏ xíu à. Nó vô tư, nó hồn nhiên, nó giống như những đứa trẻ mà sơ sinh đó cả nhà. Nó không có biết gì hết trơn á. Nó đâu có biết là nó sắp bị mần thịt hay là bị tưởng cạo lông cắt tóc để làm đẹp đâu. Đó, chút xíu nữa thôi, chút xíu nữa thôi là bị mần thịt rồi. Đó, bây giờ cũng không biết đặt tên gì luôn. Không biết đặt tên gì nữa, đặt tên gì vậy? Đó, xém này em, xém xíu là em chết rồi đó. Đặt tên May đi, là may mắn á. Hên á, kiểu may mắn còn chút xíu. Đó, này con bé đực hay bé cái? Thôi thôi còn không, mình đặt bé Hên đi. Bé Hên đi. Ừ. Bé gái đặt tên bé Hên cũng dễ thương lắm á. Đó, cái mặt nè. Trời ơi, ác dễ sợ ác luôn cả nhà. Nghĩ sao mà cạo lông mừng thịt nữa. Mừng Giáng sinh, tào lao. Cái này là cái chuyện không có ai mà chấp nhận nổi hết trơn á. Nói chung thì cả nhà thấy con bé chó là nó là gần gũi với lại con người nhất luôn. Nó đâu có làm hại con người gì đâu.
nó còn biết giữ gìn tài sản của cải, và nó có thể bỏ ra cái tính mạng của nó mà nó để bảo vệ tính mạng của người chủ nó nữa mà. Đó, thật sự mà nói thì Thi Lê cảm thấy thương cho con bé chó, với lại thương cho cái người đàn ông mà chuẩn bị làm thịt nó luôn cả nhà. Thương ổng á, thương tụi nó vì tụi nó là không có kém hiểu biết á cả nhà, không có học nhiều kém hiểu biết á, thương là thương tụi nó vì cái đó đó. Và thứ hai là thương con bé chó này. Đó, xém chút xíu nữa thôi là vô nồi rồi. Nó nói là chuẩn bị nó cạo lông để mà nó thui nó nướng gì đó. Đó. Đặt bé Hên nha. Đặt cho con là bé Hên nha không? Biết nghe lắm ở nhà. Nghe dễ sợ luôn á, đâu kêu coi. Nói chuyện với em đi. Hên ơi. Xém bị. Rồi anh lấy xúc xích cho bé Hên ăn, coi bé Hên ăn xúc xích không? Cái những cái người mà chuẩn bị có một những cái mà hành động mà tàn ác dã man á, tại sao không có suy nghĩ ha cả nhà? Không biết là tại sao mình không suy nghĩ đổi lại. Ở hôm nay con mình mà bị người ta bắt cạo lông, chuẩn bị lấy lửa thui thịt thui lông con mình ăn vậy thì cảm thấy như thế nào? Có chịu nổi, có đau đớn không? Mà đi bắt con bé chó này mà làm như vậy. Cái người này thật sự là những cái hành động ngu ngốc ngu xuẩn đó cả nhà. Mà mang cái tội là sát sinh nữa. Hên ơi, nè, đặt bé Hên nè. Ăn đi con, ăn đi. Nhìn kìa. Hiền khô luôn. Hên ăn không? Hên ăn không? Ăn rồi cho mấy cái. Mặt kìa. Nhỏ kêu con á, kêu con á. Kêu á kìa, đó. Đó, thương lắm cả nhà thấy không? Đó, lúc nào cũng quẩy đôi quấn quýt á, nó chàng như đứa nít vậy đó. Không có làm hại ai đâu mà đi ăn thịt của tụi nó. Chẳng hạn như lễ lọc mà mình là công nhân hay là như thế nào đó muốn ăn mừng, thì chẳng hạn như là một dĩa mì xào hay là một cái món đồ chay nho nhỏ gì thôi, mình ăn mừng uống một vài lon bia cũng được, đâu có sao đâu. Mà làm chi mà sát sinh hại vật làm chi? Mà sát sinh hại vật á, cả nhà cũng biết mình sẽ gặp cái hậu quả rất là lớn luôn á. Nhiều khi thui lông ăn con chó này, nhiều khi cả gia đình mình chết luôn cũng không chừng nữa đó. Gieo nhân nào thì mình sẽ gặp cái quả đó thôi. Nịnh á, đang nịnh mỡ cái nhà nè, thấy không? Thấy ông Suri? Dạ. Em bị cạo lông nè, hay gót thấy không? Dạ thấy. Ăn cạo lông được 10 người phụ nữ mua lại mấy trăm ngàn hay nhiêu cũng không biết nữa. Ăn đi. Ăn đi. Nè chị đút cho ăn nè, cho bé Hên ăn nè. Xém chút xíu nữa thôi, xém xíu nữa thôi là lên đường. Con ăn cơm không? Đùi, bắt đùi, bắt đùi. Trộn con xích nè. Kêu. Nó im ghê luôn không? Nó không kêu, sủa gì chứ. Hiền khô. Mà cái điều quan trọng bé chó này là không biết là nó mua lại hoặc là nó ăn trộm ăn cắp của ai cũng không biết nữa. Thứ gì cô hồn các bạn ăn tầm bậy tầm bạ không. Nè, bắt đầu kể từ đây nè, coi như là bé Hên là được sống hạnh phúc rồi ha. Ở đây có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo nghe không? Để mới hên nha. Ăn đi con. Nói về không có bụng hả? Đu là đu thèm rồi. Đó thì chắc Thi Lê nghĩ con bé chó, con bé Hên này nè. Nó tầm khoảng chừng 2 tháng mấy tuổi. Chắc nó cũng chưa có được chích người gì đâu cả nhà. Chưa có được chích ngừa sử dụng gì đâu. Tại vì nó là con bé chó cỏ thì Thi Lê nghĩ thì nó ít được những cái người chủ mà nó thương yêu mà để chích ngừa đâu. Đó. Thì vài ngày nữa cho bé quen, ở quen với lại mấy ấm khoảng 4-5 ngày. Xong xuôi rồi Thi Lê sẽ cho bé sử dụng. Xong xuôi rồi test bệnh xong xuôi mình sẽ chích ngừa nha cả nhà. Cả nhà thấy
đâu có phải mà nó muốn thành con chó đâu cả nhà. Tại vì do nhiều đời nhiều kiếp mà không có chịu tu thì cái đời này mới đọa vào cái thân mà súc sanh như vậy, để mà trả nợ cho cái kiếp này đó. Mà chẳng may thì lên gặp coi như là quan gia trái chủ nữa đó, gặp người chủ đòi thui lông, đòi nướng nó ăn thịt nữa đó, thì cái vòng nhân quả nó cứ xoay chuyển xoay quanh vòng 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 tròn hoài luôn đó. Bi hên hên đặt tên cứ biết luôn ha. Hên mới đặt tên thôi nha, bây giờ đặt tên con là tên Hên nghe không, nghe không? Kêu Hên là bị kêu Hên là nhìn Hên Hên đó. Không ăn còn sợ rồi, tàn ác quá trời cả nhà ơi. Nói chung thì không biết dùng từ ngữ nào mà để diễn tả những cái loại người như vậy nữa cả nhà đó. Cứ ý mình là con người có trí não thông minh hơn tụi nó, tay chân đầy đủ, rồi xong xuôi muốn làm gì làm, tối ngày cứ gình gặp tụi nó, đập đầu mần thịt ăn thịt, chán nản dễ sợ luôn á. Nói chung thì không biết đến khi nào cái tình trạng này nó mới chấm dứt cả nhà, không biết đến khi nào thì mới có cái luật lại là cấm ăn thịt chó mèo. Hên ơi, Hên à, Hên, bé Hên, Hên lắm đó, xíu đó là xong rồi. Thì sẵn tiện cái clip này thì Thi Lê cũng cảm ơn cái gửi lời cảm ơn đến người phụ nữ. Nếu mà thật sự cái ngày hôm đó không có chị đó và cái cô đó thì chắc chắn con bé Hên này coi như là nằm trong bụng cái tụi cô hồn ghê hết rồi. Đó, cả nhà cũng thấy, trước ống kính màn hình cả nhà cũng nhìn thấy cạo lông chuẩn bị sẵn sàng hết trơn luôn rồi đó. Đây bây giờ nè, quay bé Hên quay qua đây nè, quy y cho bé Hên luôn nha. Đây bà quy y cho bé Hên luôn nha. Đây ngước lên đây nè, ngước đầu lên đây coi. Nè, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, không đọ địa ngục, không đọ ngạ quỷ, không đọ bàn sanh. Đó. Thì kiếp này, ở đời này thì chẳng hạn như có duyên với con ha, thì đây ba sẽ nuôi cho con khôn lớn. Rồi khi mà mình mãn cái kiếp rồi thì có thể là mình trở thành một đầu thai thành kiếp người khác, hoặc là mình trở về một cái cõi an lành. A Di Đà Phật. Thương nghe không? Kiểu lại